Ngày 28 tháng 7, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai đã tổ chức ngày hội việc làm nhằm kết nối các nhà tuyển dụng và học sinh sinh viên của trường chuẩn bị tốt nghiệp trong năm học này. Ngày hội là cầu nối giúp khoảng 400 học sinh sinh viên ở các ngành như điều dưỡng, hậu sinh, dược kỹ thuật viên và hơn 20 nhà tuyển dụng gặp gỡ trao đổi về nhu cầu tuyển dụng việc làm của hai bên. Các nhà tuyển dụng không chỉ là các cơ sở y tế công lập mà còn có nhiều phòng khám bệnh viện tư nhân và các đơn vị chuyên về du học nghề sang các nước Đức, Nhật cùng tham gia. Do đó, cơ hội việc làm của học sinh sinh viên của trường rộng mở, nhất là trong tình hình nhiều đơn vị y tế công lập thiếu hụt điều dưỡng, hậu sinh. Ngành y và dược là những cái ngành mà nhu cầu tuyển dụng của các bệnh viện và cơ sở y tế trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh, công lập và ngoài công lập là rất là lớn. Mặt khác thì cũng do một số cái yếu tố khách quan, số nhân viên y tế các bệnh viện cũng nghỉ nhiều, nên là cái nhu cầu tuyển dụng của các bệnh viện đối với ngành y tế, nhất là đối với nhà trường thì rất là lớn, tại vì cái thương hiệu uy tín trong đào tạo của trường đã được truyền thống là hơn 45 năm nay rồi. Được tiếp cận nhiều nhà tuyển dụng tại ngày hội là cơ hội để học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai tìm hiểu về các đơn vị, cũng như mở ra nhiều sự lựa chọn hơn cho tương lai. Rất tốt với sinh viên tại vì nó đỡ, nó quy tụ được nhiều đơn vị để cho mình có thể lựa chọn và mình trải nghiệm, mình học hỏi, mình biết được những thông tin từ những bệnh viện đó để đỡ mất công mình phải di chuyển nhiều nơi và mình tìm hiểu từng bệnh viện một. Hầu hết các cơ sở y tế đều mong muốn sẽ tuyển được các sinh viên của trường để bù vào số nhân viên y tế nghỉ việc trong thời gian qua. Hơn nữa, một số bệnh viện đang mở rộng chuyên khoa cũng cần nguồn nhân lực điều dưỡng, kỹ thuật viên, hậu sinh. Quan trọng hơn là chất lượng đào tạo của trường được các cơ sở đánh giá cao suốt nhiều năm qua. Rất là nhiều năm rồi, thì Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai vẫn là cái đơn vị cung cấp về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực điều dưỡng nữ hậu sinh cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Về đánh giá chung thì đây vẫn là các trường đã tạo, trường đã làm một cái tiền đề rất tốt, tạo được cho các bạn một cái nền tảng kiến thức vững chắc để các bạn có thể đón nhận, tiếp nhận cái công tác tại các cái bệnh viện. Không chỉ các cơ sở y tế trong tỉnh mà cả y tế tư nhân ngoài tỉnh cũng đến tận trường tuyển người. Đặc biệt có đơn vị đã đặt hàng, tài trợ chi phí học tập cho các em suốt quá trình học tập tại trường. Sau khi tốt nghiệp, các em cam kết về lại đơn vị này để làm việc và tiếp tục học tập nâng cao chuyên môn. Sẽ hỗ trợ những cái suất học bổng cho nhà trường và cũng có hợp tác là ví dụ làm những cái đơn đặt hàng để mà nhà trường yên tâm đào tạo cho học sinh đấy, và tôi sẽ có những cái phần như những cái phần giống như là tài trợ cho cái người sinh viên đó để mà người ta có thể mà có đủ cái kinh phí để đi học, là đủ kinh phí người ta ăn này và ta đóng học phí, thì tụi này sẽ giúp cho cái phần đó ăn uống và đóng học phí và làm sao cho các học sinh này á, để họ chỉ có toàn tâm toàn ý lo học thôi và học để nó có trình độ. Theo ghi nhận, sau ngày hội, nhiều em đã tìm được việc hoặc có nhiều sự lựa chọn hơn về nơi làm việc.